Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trở lại với kênh vlog của mình nha. Mình là Phú đây. Thì mình có nhận được một số cái comment cũng như là inbox của một số bạn gửi về cho mình, nói là khi mà các bạn xem những cái video chia sẻ của mình á về cách sửa chữa máy tính, thì khi các bạn sửa máy tính á, các bạn gặp một cái khó khăn, đó là cái bàn phím và con chuột các bạn không sử dụng được. Bạn nói là bấm bàn phím không được, thay vì ví dụ như là trong video á, mình cứ nói các bạn là nhấn phím delete liên tục, nhấn phím F2 liên tục, nhấn phím này phím kia, thì các bạn nói là các bạn bấm không được, cái bàn phím không ăn. Thì mình có hỏi các bạn là có phải bàn phím các bạn hư không, thì các bạn nói không phải hư, do là cái bàn phím các bạn vẫn đang sử dụng bình thường, và các bạn có đi cắm những máy khác á, thì nó vẫn sử dụng bình thường luôn, nhưng mà khi mà các bạn sửa máy á, thì bấm không được. Cho nên hôm nay á, mình sẽ làm cái video này để mình giải đáp cái thắc mắc của các bạn ha. Ok, bây giờ xin mời các bạn cùng theo dõi cái video chia sẻ của mình nha. Thì để giải quyết được cái lỗi này á, rất là đơn giản thôi. Các bạn mở máy tính lên và các bạn vào trong BIOS nha. Các bạn vào trong BIOS thì tùy theo máy các bạn sẽ vào BIOS bằng phím Delete hay F2 hay F10 gì đó. Nếu như mà các bạn không bấm được á, thì các bạn hãy tìm một cái bàn phím nó có cái cổng tròn á, các bạn cắm vào để bạn sửa trước. Sau đó các bạn sẽ sử dụng cái bàn phím của các bạn bằng USB. Cái lỗi này nó thường xảy ra đối với các bạn đang sử dụng những cái bàn phím USB và con chuột USB. Các bạn hãy tìm một cái bàn phím mà nó sử dụng cái cổng tròn ngày xưa đó, các bạn cắm vào để các bạn sửa nha. Sau khi vào được BIOS rồi á, các bạn sẽ tìm đến cái mục mà Interray này, Interray Peripheral này. Đấy, các bạn vào cái phần này, các bạn đánh Enter. Đấy. Thì các bạn sẽ tìm từ trên dưới này, các bạn sẽ nhìn thấy được cái phần mà gọi là USB keyboard support, đây USB keyboard support và USB mouse support đó. Thì những cái mục này các bạn nhìn thấy không, mình đã enable nó hết lên lên hết rồi nè đó. Lý do nó không nhận á là có thể các bạn đang sử dụng một cái bàn phím hoặc là một con chuột nó sử dụng cái cổng USB để nó cắm lên máy tính, chứ nó không phải sử dụng cái cổng tròn đó. Cho nên là các bạn phải vào đây, nếu như các bạn đang sử dụng cái bàn phím USB á thì bạn phải vào đây, vào cái chỗ mà USB keyboard support này, các bạn ấn Enter và các bạn chuyển nó sang là enable. Mặc định nó đang là disable thế này thì các bạn phải cho nó lên là enable. Rồi cái mouse này cũng vậy, cái mouse này các bạn phải enable nó lên. Đó. Thì sau khi mà làm xong cái bước này á, các bạn thử lại, chắc chắn một điều nó sẽ ok. Đó, sau khi mà xong cái này rồi các bạn ấn F10 rồi lưu nó lại thôi là xong ha. Ok, chỉ đơn giản vậy thôi. Xin chào các bạn. Thì với cái mẹo nhỏ vừa rồi mình vừa mới chia sẻ thì mình hy vọng rằng các bạn sẽ khắc phục được cái lỗi này để các bạn có thể là sử dụng được cái bàn phím hoặc là con chuột sử dụng cái cổng USB để các bạn sửa máy tính ha. Thì cái video này mình xin tạm dừng tại đây ha. Rất cảm ơn các bạn đã bỏ chút thời gian để theo dõi. Nếu như các bạn thấy cái video này của mình xem được á thì các bạn hãy nhấn nút like ha. Rồi chia sẻ nó cho nhiều người khác cùng xem với nhé. Đồng thời là hãy nhấn vào cái nút subscribe, nút đăng ký ấy, để ủng hộ cho mình ha, để mình có thêm nhiều động lực để mình tạo những cái video mới khác hay hơn để chia sẻ cho các bạn nha. Ok, xin chào các bạn nha. Xin chào các bạn. Rất cảm ơn các bạn đã bỏ chút thời gian để theo dõi video chia sẻ của mình. Nếu như các bạn thấy video này của mình hữu ích, các bạn đừng quên chia sẻ nó cho nhiều người khác cùng xem với nhé. Cũng như là nhấn nút đăng ký kênh và bật nút thông báo để nhận được những video chia sẻ mới nhất từ kênh của mình nhé. Dưới đây là những video hữu ích khác dành cho bạn. Các bạn nhấn vào các hình vuông phía dưới để xem video nhé. Chúc các bạn xem video vui vẻ và chúc các bạn thành công.